Một đương nhiên ai nói Bitcoin không có giá trị thì các bạn cho thường một Bitcoin miễn phí đi Nhưng mà nghiêm túc một chút đó thì các bạn có thể hiểu đơn giản là bạn phải làm việc cực khổ Để dành bao nhiêu ngày tháng mới được 38.000 đô Hiểu đơn giản đó đó là giá trị của BTC Có người chấp nhận dùng số đó tiền hôm nay để đổi một BTC thì có thể là các bạn có thể thấy được BTC không đáng giá đó Các bạn không có chấp nhận đổi Thì cũng bình thường thôi Các bạn có thể lấy số tiền đó để đổi hàng hóa các bạn có thể lấy số tiền đó để đổi đứt đai tùy theo các bạn nghĩ cái gì có giá trị thì các bạn dùng tiền của mình để mà đổi thì các bạn nghĩ đó là có giá trị các bạn nghĩ không có giá trị nhưng mà người khác nghĩ có giá trị thì là có giá trị đơn giản là như vậy và thế giới đó nó thay đổi rất nhiều các bạn có thể là hàng ngày chúng ta không có để ý nhìn lại xem có sự thay đổi là như thế nào nhưng mà các bạn có thể nhìn vào lịch sử đó như chúng ta thấy được là năm 1993 là lần đầu tiên chúng ta thấy cái sự xuất hiện của Warren Buffett trong cái top 10 người giàu nhất trên thế giới và sau đó thì liên tục nằm trong cái bảng xếp hạng này đó là năm 1993 và thời điểm đó đó các bạn thấy được là rất là khác với bây giờ năm 1993 đó thì những người mà giàu trong thế giới đó đứng đầu là Walton Family đó chính là cái công ty Walmart là cái siêu thị Walmart chúng ta biết đó cái đó là Mars Family đây là một cái công ty cũng là một cái chuỗi à, bán hàng hóa cái đó là Yoshiaki Susumi đây là một cái người đầu tư bất động sản đã đứng thứ tư Dupont là cái công ty mà làm bột đạn đó thì đứng thứ tư và thứ năm đó là công ty đầu tư bất động sản Đứng thứ sáu là Bill Gates của Microsoft Thứ bảy đó là Samuel và Donald Newhouse Và đây là một cái công ty xuất bản báo Cái đó là thứ tám đó là Sid and Lee Bass là nhà đầu tư Và thứ chín là Warren Buffett Và cuối cùng thứ mười đó là một tỷ phú ở nước Đức Chuyên về bán hàng hóa ở trong siêu thị các bạn thấy được là năm 1993 đó thì rất là khác. Phần lớn những tỷ phú đó là đầu tư bất động sản hay là kinh doanh siêu thị trở thành tỷ phú và Warren Buffett đó là nhà đầu tư đứng hàng thứ 9 Sau đó chúng ta hãy trở về cách T20 năm đi năm 2002 thì lúc đó, đó tình hình như thế nào? Lúc đó đó các bạn được là cách T20 năm năm 2002 những người mà đứng đầu đó Bill Gates là Microsoft là về công nghệ, các bạn được Warren Buffett đứng thứ nhì là về đầu tư Berkshire Hathaway. Chúng ta được là có những cái người khác như là Paul Allen cũng là của Microsoft. Larry Ellison là của Oracle Chúng ta đã bắt đầu thấy những cái người chủ Của những công ty công nghệ đó đã bắt đầu đứng những cái hạng cao Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là từ hạng à, 6 đến hạng 10 đó Là toàn là thành viên của gia đình Walmart Có nghĩa là cái chủ siêu thị Walmart Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta có thể nhìn vào năm 2022 đó Thì lại hoàn toàn khác Đứng đầu là ai? Đứng đầu là Elon Musk CEO của SpaceX, của Tesla và có thể là của Twitter Cho thời gian tới đây là về công nghệ Jeff Bezos Amazon là về công nghệ Bernard and Family Đây là cái công ty đứng sau lưng Louis Vuitton và bán những cái hàng hóa đắt tiền Bill Gates của Microsoft các bạn cũng đã biết Rồi Warren Buffett đứng hàng thứ năm bây giờ Trước đây đứng hàng thứ hai bây giờ là hàng thứ năm Và có một số lần Warren Buffett đứng hàng đầu tiên Nhưng mà gần đây các bạn thấy được đã tụt hàng xuống thứ năm rồi Vẫn rất là giàu nhưng mà thường thấy được là cái hàng đã tuột rồi Cái đó nữa là thứ sáu là Larry Page của Google Thứ bảy là Sergey Brin của Google Thứ tám là Larry Ellison Trước đây là của Oracle Các bạn được Steve Ballmer thứ chín là của Microsoft Cho thấy được những gì? Cho thấy được là hầu như bây giờ đó Thế giới đã thay đổi rồi những tỷ phú đứng đầu Phần lớn đó các bạn thấy được là về công nghệ Microsoft, Google, Amazon, Tesla, SpaceX, Oracle là những người mà đứng đầu ở thời gian bây giờ chứ không phải như hồi xưa là những cái công ty mà bán hàng hóa hay là những công ty sản xuất hàng hóa nữa thế giới đã thay đổi rồi và đó là cái sự thật và các bạn có thấy một điều mà thú vị đây đó là những người đứng đầu như là Elon Musk, Jeff Bezos là đứng đầu những công ty như là công ty Amazon hay là Tesla những công ty mà ngay cả Warren Buffett và Charlie Munger trước đây đã nghĩ là sẽ không có thành công, không có giá trị và sẽ thất bại. Bây giờ họ đã trở thành những tỷ phú đứng đầu và đứng thứ nhì rồi. Cho nên trong đầu tư đó chúng ta cũng cần phải có cái sự linh hoạt và thay đổi liên tục. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây ai cũng có thể có cái suy nghĩ riêng Thường chỉ muốn chia sẻ những cái thông tin này để các bạn có thể thấy được à, một số những cái góc nhìn của thuận về cái thông tin này mà thôi thật ra nhưng mà nào mà theo dõi thuận capital hơn một năm nữa thì cũng thấy là cái gì này cũng không gì gọi là quá bất ngờ thuận đã từng chia sẻ những cái suy nghĩ tương tự trước đây rồi mỗi người đều có mỗi cái cách đầu tư riêng không có đúng và không có sai nhưng mà mỗi lần mà chúng ta nói tới cái gì là không có giá trị đó thì các bạn cần phải hiểu là không có giá trị đối với tôi chứ không phải là không có giá trị đối với người khác các bạn có thể thấy được là Bitcoin đã vô cùng giá trị đối với rất nhiều người Nếu như không thì bây giờ đâu có đến ngày hôm nay Ai nhiều người bây giờ cũng nói là Bitcoin Có thể là một số người vẫn nghĩ Bitcoin đó là uh, bong bóng tài chính hay là mô hình kim tự tháp lừa đảo vân vân Các bạn có biết Bitcoin đã là 13, 14 năm rồi các bạn cứ cho thằng biết là có một bong bóng tài chính nào, có một cái trò lừa đảo nào mà tồn tại lâu như vậy mà trong thời gian tồn tại đó đã có nhiều đợt tăng lên và đi xuống và lại tăng lên mức cao hơn rồi lại đi xuống rồi lại tăng lên mức cao hơn nữa thì các bạn hãy comment ở bên dưới và để nhắc nhở các bạn đó là cho tới bây giờ chúng ta thấy được là công ty lưu trữ crypto công ty cung cấp dịch vụ crypto những ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ crypto chúng ta có cả quốc gia chấp nhận bitcoin làm tiền tệ hợp pháp chúng ta có người trong quốc hội bây giờ đó là ủng hộ crypto sự phát triển của thị trường này chúng ta có cả thành phố như là Fort Worth đang đào Bitcoin nếu như các bạn nghĩ Bitcoin không có giá trị thì các bạn đã suy nghĩ quá ngắn hạn rồi quá hạn hẹp rồi nếu như không thì tại sao như điều đó lại xảy ra chúng ta có thể thấy được là để nhắc nhở các bạn những công ty lưu trữ Bitcoin bây giờ là MicroStrategy, Tesla, Galaxy, Voyager, Square, Coinbase và nhiều những công ty khác nữa vẫn đang lưu trữ Bitcoin hiện bây giờ trong ngân sách của công ty chúng ta thấy được là chúng ta có những người trong quốc hội như là hôm nay đó cả hai đảng luôn chúng ta thấy được là nghị sĩ Kristen Gillibrand của đảng Dân Chủ và nghị sĩ Cynthia Lummis của đảng Cộng Hòa Hôm nay đó, thông tin mới ngày hôm nay thôi chúng ta không nói đến những gì thường đã chia sẻ trước đây đã có một cái dự luật, dự luật này nói là những cái giao dịch crypto đó mà lợi nhuận dưới 600 đô nên thì không nên đóng thuế để mà khuyến thích cái sự phát triển của thị trường này. Thêm vào đó nữa đó thì trong cái dự luật này nói là crypto nên chia ra làm hai phần. Một phần đó là được quản lý bởi ban quản lý hợp đồng tương lai có nghĩa là CFTC đó. Còn phần còn lại những gì mà cho là chứng khoán đó thì có thể quản lý bởi SEC. Không nên giao hết quyền lực cho SEC tại vì SEC là một cái đơn vị mà hầu như không có muốn thị trường này phát triển như là thị trường này có thể phát triển. Và thứ ba nữa đó, dự luật này nói là stablecoin đó không nên xem stablecoin như là ngân hàng Tại vì stablecoin là đồng ổn định nó không hoạt động như là ngân hàng nếu như mà coi stablecoin như ngân hàng thì cũng phải đưa những cái đặc quyền những công ty này như là ngân hàng có thể là cho vay có nhiều cái đặc quyền khác của ngân hàng không nên xem stablecoin như ngân hàng và stablecoin là cái nguồn sống của thị trường crypto này chúng ta cần phải có coi stablecoin thì thị trường này mới hoạt động một cách hiệu quả được đây là cái dự luật của ngày hôm nay các bạn thấy được là quốc hội của Hoa Kỳ bây giờ đã cực kỳ quan tâm đến Bitcoin và crypto luôn và cách đây vài ngày đã cũng đã có tin đồn là chúng ta sẽ có một cái máy ATM Bitcoin ở quốc hội của nước Mexico thì lúc đó cũng là một số những thông tin trên Twitter mà thôi nhưng mà hôm nay hầu như đã chứng thực rồi các bạn thấy được là bài báo này ngày hôm nay đã chụp hình ở trong quốc hội của Mexico có ATM Bitcoin và cụ CEO của Google đó cũng đã bắt đầu đầu tư vào crypto nói bây giờ là ông ta có một số tiền đầu tư vào crypto và Eric Smith đó là cụ Google CEO là một tỷ phú có tổng tài sản là 22,8 tỷ đô la thêm vào đó nữa là chúng ta cũng có thông tin là trong một cuộc khảo sát đó của công ty Bitstamp cuộc khảo sát này đó là họ khảo sát là 5.500 những nhà đầu tư chuyên nghiệp và 23.000 những nhà đầu tư riêng lẻ Đến từ 23 quốc gia khác nhau. Thì trong cuộc khảo sát này đó cho thấy được là 68% của những nhà đầu tư chuyên nghiệp đó họ nói là họ đang giới thiệu đầu tư Bitcoin cho khách hàng của họ. 15,2% nó nói là họ cũng đang giới thiệu nhưng mà họ cũng nói là giới thiệu nhưng mà đầu tư đó thì có cái sự mạo hiểm cao. Chỉ có 6,4% nói là họ không có giới thiệu mà thôi cho thấy được đó là phần lớn những nhà đầu tư chuyên nghiệp đều giới thiệu cho khách hàng của họ đầu tư vào crypto hiện tại và thêm vào đó đó là 1 phần 3 những cái công ty đầu tư lớn đó họ nói là họ có chiến lược để mà tìm hiểu thêm về thị trường này 1 phần 3 phần trăm đó nói là họ đã hiểu và muốn tìm hiểu thêm nữa đi sâu hơn nữa và 1 phần 3 phần trăm còn lại đó thì đã bắt đầu đầu tư để cung cấp tình vụ cho khách hàng của họ trong thị trường crypto này rồi những gì thuận chia sẻ với các bạn đó để cho các bạn có thể thấy được là nếu như thị trường này đó không có giá trị thì những gì thường mới chia sẻ với các bạn đó là tại sao lại có tại sao lại có cả quốc hội của hoa kỳ quan tâm đến bitcoin tại sao lại có máy bitcoin atm ở trong quốc hội của mexico tại sao lại có những ngân hàng lớn những công ty đầu tư lớn cung cấp dịch vụ cho khách hàng của họ tại sao lại có những người đồ sộ trong thị trường công nghệ đầu tư vào trong crypto ngay cả chúng ta nên biết là hiện bây giờ CEO của công ty Apple cũng lưu trữ Bitcoin và Ethereum. Tại vì sao? Tại vì Bitcoin và crypto là tương lai, nó có giá trị. Và để kết thúc đó, các bạn đừng hỏi tài xế taxi về Uber có tốt không, các bạn đừng hỏi siêu thị về Amazon có tốt không, các bạn đừng hỏi khách sạn về Airbnb có tốt không, các bạn đừng hỏi ngân hàng trung ương hay là Warren Buffett, BTC có tốt không. Và đương nhiên các bạn đừng có hỏi người cắt tóc là tóc các bạn có dài không. Và để kết thúc cái phần này đó thì các bạn nên biết là đây là cái số lượng tiền mặt đang được lưu trữ bởi những công ty Apple 193 tỷ đô la Google 134 tỷ đô la Microsoft 105 tỷ đô la Amazon 66 tỷ Facebook 44 tỷ Cái số lượng tiền này đó là mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều bị mất đi và mất đi tại vì lạm phát Sớm muộn gì những công ty này cũng phải đi tìm những cái tài sản để mà đầu tư mà thôi và thường thì có lòng tin tài sản đó chính là Bitcoin và đương nhiên hôm nay đó, các comment dưới các post đó cũng đã tiêu cực hơn một chút Thì đương nhiên thường đã từng chia sẻ với các bạn rồi Thời điểm mà chúng ta sẽ thấy cái sự chuyển sắc đó Cái thời điểm đen tối nhất trong đêm Đó chính là trước bình minh Thì cái thời điểm mà thị trường chuyển sắc đó chính là khi mà nhiều người tiêu cực hơn Và hôm nay đó comment cũng tiêu cực hơn một chút Nhưng mà phần lớn đó thì cũng chưa có tiêu cực lắm Thường còn uh, hai thông tin nhắn thường muốn chia sẻ với các bạn Rồi um, thường có một số những tài liệu liên quan đến Cardano và Ethereum Nhưng mà thường sẽ chia sẻ ngày mai À, tại vì video rồi cũng đã khá dài rồi thì Solana đó um, các bạn cũng đã có thể đọc tin tức là ngày hôm qua đã cũng đã offline 7 tiếng đồng hồ đây là cái lần thường nhớ là lần thứ ba chuyện này xảy ra cái lần trước đó là tới uh, offline tới 17 tiếng lần thì lý do tại sao thì uh, theo thông tin đó, có những combat uh, họ đã lên một cái ứng dụng NFT có tên là Candy Machine và họ tạo NFT trên đó rất là nhiều luôn đến nỗi mà làm cho mạng lưới tắc nghẽn họ đã liên tục đẩy tổng cộng đó là 4 triệu giao dịch lên tới 100 gigabit mỗi một giây khiến cho mạng lưới khởi đầu tắt nghẽn và họ dẫn đến việc là cái khối đó không đồng bộ hóa được. Sau đó thì Solana đã offline tổng cộng 7 tiếng đồng hồ trước khi mà online trở lại thì nhiều người cho đây là một cuộc cố tình tấn công chúng ta vẫn chưa có rõ nhiều thông tin nhưng mà đây là kênh thông tin thì muốn mang đến cho các bạn Solana vẫn là một đồng mà thường đang đầu tư hiện bây giờ đương nhiên là cái số phần trăm nó rất là thấp không có nhiều như là Ethereum đâu cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó thì Ethereum là cái nền tảng hợp đồng tương lai đứng đầu hiện bây giờ đứng thứ hai về vốn hóa nhưng mà nền tảng đứng đầu hiện bây giờ thì năm nào ngày nào chúng ta cũng nghe nói tới là cái nền tảng này sẽ xóa ngôi Ethereum nền tảng này tốt hơn nhưng mà thật ra khi nào mà chúng ta thấy thực chiến mới thực sự biết được là có thực sự là tốt hơn hay là không còn một số bạn có hỏi thường về đồng Fcoin đó thì đáng tiếc đồng Fcoin đã rớt tính theo tài liệu này đây cái tay chính tiếng đã rớt 40 phần trăm nhưng mà hồi nãy thường xem thì rớt khoảng chừng hai mấy phần trăm mà thôi thì tại sao thường cũng đã chia sẻ với các bạn rồi các bạn cũng nên cẩn thận tại vì một số người mua đồng Fcoin để chuẩn bị có thể mua được đất ở trong Metaverse của đồng Fcoin này và cái metaverse của đồng F này đã có tên là Deed thì theo thông tin ấy, nhận được là có thể một số người mua tin đồn bán tin thật có nghĩa là mua để mà đẩy giá đồng fcoin lên à, trước khi mà chúng ta thấy là họ bắt đầu mở bán land nft rồi sau đó, đó là người ta xả trước đó cũng có thể hay là một số người nói là tại vì đó một số người đó có thể là có cái à, thông tin lầm là càng có nhiều đồng f -coin trong tay đó thì càng có thể là đấu giá được nhưng mà sau đó đó thì cái số lượng đất bán đó là tính theo một cái giá chuẩn là 305 đồng f coin có nghĩa là khoảng chừng 5.250 đô à, cho một cái miếng đất cho nên vì lý do đó có thể nhiều người đã bán đồng f coin của mình tại vì họ đã biết là không cần phải lưu trữ nhiều gì, gì tại vì không có một cái cuộc đấu giá diễn ra mặc dù là chúng ta thấy được họ đã có thể bán được rất là nhiều đất trong cái NFT đã bán Tổng cộng đó là tới 100 triệu đô la đất ở trong NFT của orderdit trong vòng chỉ 45 phút mà thôi, nhưng mà giá thì vẫn rớt. Thì bây giờ một phần nữa là người ta nói là tại vì một số người lại thấy là có cái sự hạn chế là mỗi một cây ví đó chỉ có thể mua được hai NFT ở trong cái metaverse Ordid mà thôi. Cho nên sau đó, đó thì người ta đã mua xong và phần còn lại đó thì đồng Fcoin bị đâm lên trên thị trường. Và đây là cái thông tin cuối cùng mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. À, ngày mai Thuận sẽ tiếp tục chia sẻ thêm một số những cái điều mà thường chưa có thời gian để nói tới trong video ngày hôm nay. Thuận bắt đầu làm cái video này là từ một giờ mấy, bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi Thuận mới bắt đầu xong. Còn phải edit và đăng cho các bạn cho nên Thuận sẽ ngưng cái video này ở đây. Và Thuận hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô link của thùng capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.